Mới đây tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Vietjet đã phối hợp với Trung tâm ASEAN Hàn Quốc AKC tổ chức hội thảo với chủ đề Tiếp cận thị trường thực phẩm Hàn Quốc nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực phẩm Việt Nam nâng cao năng lực phát triển sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc. Tại hội thảo, đại diện Cục Xúc tiến Thương mại cho biết Việt Nam-Hàn Quốc là đối tác thương mại lâu đời. Mối quan hệ của hai nước phát triển toàn diện và sâu sắc trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là sau khi Hiệp định Thương mại Tự do song phương giữa hai nước được ký kết và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2015. Mối quan hệ trao đổi thương mại, kinh tế giữa hai nước đã được nâng lên một tầm cao mới. Tại hội thảo, các chuyên gia Hàn Quốc đã phổ biến tới các doanh nghiệp Việt Nam về xu hướng thu mua và thủ tục mua hàng nông sản thực phẩm của Hàn Quốc, xu hướng thị trường thực phẩm Hàn Quốc và thủ tục nhập khẩu, cách thức tiếp cận thị trường Hàn Quốc thông qua các kênh phân phối, cũng như xu hướng công nghệ đóng gói bao bì thực phẩm tại Hàn Quốc.